Thưa quý vị và các bạn, tối và đêm qua tại khu vực Hà Nội, mưa dông lớn đã khiến nhiều cây xanh bất ngờ gãy đổ trên nhiều tuyến đường. Đặc biệt, tại một số khu vực còn xuất hiện mưa đá, có đường kính dài từ 2 đến 3cm. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lượng mưa trong đêm qua dao động từ 20 đến 50mm, có nơi trên 50mm, đạt đến cấp mưa to đến rất to. Tháng 4, tháng 5 là thời gian giao mùa ở các tỉnh miền Bắc. Sự cạnh tranh giữa các khối khí nóng, lạnh thường gây ra các đợt mưa dông dữ dội, kèm theo nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Những cơn mưa đêm qua làm cho bầu không khí tại Hà Nội ngày cuối tuần khá mát mẻ, dễ chịu. Trời nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ phổ biến từ 25 đến 34 độ. Tối và đêm nay, Hà Nội có mây, dự báo mưa rào và dông sẽ quay trở lại. Cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 30 độ, độ ẩm từ 74 đến 93%. Sang đến ngày mai, khu vực Hà Nội duy trì hình thái thời tiết như ngày hôm nay. Trời có mây, ngày nắng, đêm có lúc có mưa, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ, độ ẩm từ 63 đến 97%. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 22 đến 24 độ Vĩ Bắc bị nén, nên từ hôm nay đến hết ngày 23 tháng 4, mưa rào và dông sẽ xuất hiện ở khu vực Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội. Bắt đầu từ ngày 24 tháng 4 đến cuối tuần sau, dự báo mưa sẽ giảm, cùng với đó là nắng lên. Nhiệt độ thấp nhất là 24 đến 25 độ, cao nhất phổ biến từ 34 đến 35 độ, độ ẩm từ 50 đến 70%. Còn sau đây là thông tin thời tiết chi tiết các khu vực Hà Nội trong ngày mai. Khu vực phía tây thành phố từ Phúc Thọ, Đan Phượng xuống Chương Mỹ, Hà Đông, có mây, đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Hình thái thời tiết này cũng diễn ra tại khu vực phía nam, từ Thanh Oai, Thường Tín đến Mỹ Đức, với nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. Khu vực các huyện Sóc Sơn, Mê Linh, Đông Anh, có mây, đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Vùng núi Ba Vì, Sơn Tây, có mây, đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Trung tâm thành phố Hà Nội, có mây, đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. Phần cuối bản tin sẽ là phần dự báo chi tiết của khu vực Hà Nội trong 7 ngày tới và các tỉnh thành trên cả nước. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong bản tin dự báo thời tiết 6 giờ 30 phút sáng mai.